Đấy, chào bạn nha, chào mừng bạn đến kênh điện tử Nam Duyên, kênh chuyên chia sẻ kinh nghiệm về sửa chữa máy lọc nước nhé. Đấy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một cái máy Kangaroo. Đấy thì cái máy này thì có một ông anh ấy, ông ấy đổi máy mới, đổi sang máy Hirogen đấy các bạn. Thì nhờ mình là thanh lý hộ. Đấy thì cái máy này thì dùng được khoảng 2 năm. Đấy thì mình cũng báo giá luôn nhá. Thì cái máy này chỗ mình đang bán là gọi là thanh lý ấy, thì nó là 1.500.000 và mình đã bó ship nha các bạn nhé. Thì các bạn chỉ cần bỏ ra 1.500.000 là các bạn đã có một cái máy Kangaroo hiệu Đài Loan chính hãng, đầy đủ phụ kiện, tất cả mọi thứ đều còn dư hết nha các bạn nhé. Đấy thì bạn nào mà có nhu cầu sử dụng thì các bạn cứ alo trực tiếp vào mình sẽ ship hàng đến tận nhà các bạn. Và khi mà đặt hàng thì các bạn chỉ cần chuyển khoản cho mình 200.000 để đặt cọc thôi nhé. Đấy thì mình sẽ gửi hàng các bạn, và các bạn khi nào các bạn nhận được hàng các bạn kiểm tra IC giống cái mô tả của mình ở đây thì các bạn trả tiền thanh toán. Đấy thì cái máy thì mọi thứ đều là nguyên bản này, từ bơm ngược nhá. Tuy nhiên là những cái lõi 1, 2, 3 này thì qua thời gian sử dụng rồi thì mình phải thay rồi. Đấy, hai nữa là lõi dầu ô. Đấy, lõi dầu ô thì trước khi mà gửi cho bạn thì mình cũng đã thay lõi dầu ô mới bằng dầu tích. Đấy, và mình thay cái van cơ đấy các bạn. Đấy, cái mình rất là không ưa cái máy Kangaroo nó hay dùng cái van cơ này đấy các bạn. Van cơ nó rất hay lỗi. Đấy, cho nên là để đảm bảo thời gian sử dụng bền và lâu dài các bạn thì mình đã thay vào van từ rồi. Đấy, thì nên mình sẽ tháo ra, mình test thì mình chỉ các bạn. Đấy, thì máy này thì dùng bơm này, bơm Đài Loan Kangaroo các bạn. Tất cả đều là còn nguyên bản hết này. Đấy, vòi này, vỏ này, rồi là sử dụng van sục rửa bằng dầu cơ này. Đấy, cốc kia các thứ đều nguyên hết nha các bạn nhé. Đấy, bình sắt 10 lít này các bạn. Riêng cái bình này mà bây giờ các bạn mua chính hãng nó rơi vào khoảng 600 có chỗ bán 700.000 nhé. Đấy, hơi hết các thứ vẫn còn ok hết. Đấy, đầy đủ phụ kiện hết các bạn nhé. Đấy, đây, vỏ inox này các bạn. Đấy, thì các bạn cái này thì chủ nhà người ta đặt ở dưới bếp thì chắc chắn nó sẽ không tránh khỏi những cái bụi bẩn nó dính trên mặt này rồi. Thì về nếu mà các bạn muốn sạch hơn ấy, thì các bạn mua cái thuốc người ta tẩy inox ấy về các bạn đánh qua là nó sẽ sạch bong nhá. Nó cái này gọi là cái vỏ thôi. Đấy thì qua thời gian sử dụng 2 năm người ta để dưới bếp thì nó sẽ có những cái cặn bám rồi các bạn. Đấy, vòi vết thứ còn ok. Đấy thì mình báo giá lại là 1.500.000 đã bao gồm cả ship nha các bạn nhé. Đấy, vỏ rất là chắc chắn này các bạn này. Đấy, các bạn thấy là như cái máy Kangaroo ngày xưa ngày trước ấy, thì người ta làm một cái vỏ inox này rất là bền. Đấy, rất là bền. Đấy, rất chắc chắn. Thì các bạn cần vỏ thì mình gửi cả vỏ, còn không cần vỏ mỗi máy không thì mình gửi máy và cái bình với cái vòi. Đấy, vòi nguyên bản luôn các bạn. Đây, đấy, nguyên bản luôn rất là chắc chắn nhé, mình test hết rồi, không có dò. Đấy, thì sau đây mình sẽ tháo ra ngoài để mình test tất cả các chỉ số cho các bạn đánh giá một cách khách quan nhé, khách quan nhất nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra ngoài để mình thử các bạn nha. Các bạn nhé, bây giờ để các bạn có cái gọi cái đánh giá đầy đủ nhất về cái máy này thì mình cũng đã tháo ra ngoài rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình test cho các bạn là xem nhé. Đấy thì mình sẽ đo áp suất bơm này, đo nồng độ TDS này. Đấy thì cái máy này thì mình cũng đã thay cái van cơ rồi các bạn, thay cái van cơ bằng van từ rồi nhé, và thay lõi dầu ô. Đấy thì nói chung là những cái cần thay thế thì mình cũng đã thay rồi, bởi vì là nó sẽ không thể nguyên bản được. Ví dụ cái lõi dầu ô mà dùng nhiều nó bị tắc ấy thì mình sẽ phải thay đi. Còn cái đặc trưng của máy Kangaroo này các bạn là nó dùng cái van cơ nó rất hay lỗi, mình đã thay bằng van từ này. Đấy thì bây giờ mình sẽ tiến hành test cho các bạn đánh giá nhé. Đấy thì cái này thì nó giá cả nó rất là hợp lý, cho nên là bác nào mà cần mua thì cứ alo trước cho mình. Đấy thì mình sẽ ship hàng các bạn nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ cắm điện và mình đo áp suất bơm trước. Đấy, ở đây thì mình cũng đã kết nối nước vào đây rồi. Đây các bạn, nước vào đây rồi nhé. Đấy, này dùng van sục rửa cơ.
Thì để các bạn bạn tiện theo dõi thì mình sẽ tháo cái lõi chức năng này ra nhé. Đấy. Lõi chức năng ra. Để mình tiện đo đạc. Đấy, đầu tiên thì mình sẽ đo áp suất bơm trước. Đấy, áp suất bơm trước nhé. Thì áp suất bơm mà maximum các bạn thì nó rơi vào khoảng 5 đến 7 cân nhé. Còn khi mà máy chạy thì nó rơi vào khoảng 4 kg là nó là đạt nhé. Đấy, và bơm còn khỏe. Đấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Đây là đường sau bơm ra này các bạn. Đó. Thì mình sẽ đo áp suất bơm ở đây. Đấy thì như mình vẫn làm ấy, sửa chữa hoặc là kiểm tra máy thì mình vẫn phải dùng một đồng hồ đo áp suất cho nó khoa học nhé. Đấy. Mình sẽ cắm vào đây mình đo các bạn xem. Đó. Vậy bây giờ mình cắm điện các bạn nhé. Máy chạy. Bên hàng xóm người ta đang xây nhà nó rất là ổn các bạn ạ. Đây, nước ra này các bạn. Đấy, nước ra nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đóng và mình kiểm tra áp suất. Đó, các bạn thấy này. Đây, áp suất bơm nhá. Đây. Hơn 5 kg các bạn. 5 kg trên 1 cm². Đó. Như vậy là áp suất bơm ok nhé các bạn nhé. Đấy. Mà đấy là nó chỉ 5 đến 7 kg là maximum ấy là ok. Đấy, rồi mình xả ra. Rồi tắt điện. Đấy, bây giờ mình chuyển sang thử cái độ tinh khiết của nước nhá. Đấy. TTS. Thì mình sẽ cho máy nó chạy. Đấy. Mình gắn cái đường vào cốc dầu đã. Đấy, lắp vào đây nha. Đấy thì tất cả những cái con máy mà mình gửi cho khách ấy, hoặc mình bán máy cũ hoặc là dựng máy mới ấy, thì mình đều test. Khi nào ok đạt thì mình mới mới gửi nhá. Đấy thì mấy bác mua hàng của chúng mình cũng biết rồi. Đây các bạn. Đấy, đường nước thải đây nha. Rồi, bây giờ mình bật điện này. Đó. Nước dầu ra các bạn. Đấy, đây đường nước thải nha các bạn nhé. Đấy thì cái van sục rửa màng dầu cơ này các bạn. Đấy, khi mà thỉnh thoảng khoảng tháng các bạn mở này ra này. Mở này ra nó sục nha các bạn nhé. Đây này. Đấy. Nước nó chảy nhanh như vậy thì nó sẽ sục những cặn bẩn màng dầu. Đấy, các bạn khi bằng bạn đóng vào rồi đóng này vào thì máy lại hoạt động bình thường nhé. Nước ra ngoài đấy, mình cho nó chạy khoảng 5-10 phút đấy, thì mình sẽ đo thì nó mới chuẩn đấy. Rồi ok. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái nước dầu này ra để mình đo các bạn xem. Đấy thì những cái máy như vậy thì các bạn về các bạn chỉ cần lắp vào nguồn nước và cắm điện là dùng thôi các bạn nhá. Đấy. Thì mình đã test ok hết rồi. Đấy 17 nữa các bạn. Thì mình cho nó chạy một lúc nữa thì nó mới giảm xuống được. Đấy đối với cái lõi dầu tích thì nó sẽ dưới 10 nhá. 12 này. Mình phải đợi một lúc nữa các bạn. Bởi vì khi mà máy mới chạy các bạn, nó sục những cái đường ống này này. Đường ống này chỉ cần dính một ít nước bẩn thôi thì nó sẽ cái tỷ lệ TDS nó sẽ rất là cao, nó kéo lên các bạn nhé. Đấy, 0.8 các bạn. Đấy, nó xuống nữa nhá. Các bạn nhớ là khi mà thay lõi dầu thì các bạn phải đợi cho nó chạy khoảng 5 phút mà các bạn đo sau cái van áp cao này thì nó mới chuẩn nhé. Đấy. Còn đo sau lõi tạo khoáng nó có thể cao hơn. Đấy, 0.7 các bạn này. Đấy, mình cho nó chạy một lúc nữa xem nào. Đấy thì dưới 10 là rất là ok rồi các bạn. Bình thường là dưới 20 những cái lõi mà chất lượng ấy thì nó sẽ xuống rất là thấp nhá. Đấy. 0.6 các bạn này. Đấy. Thank you.
Đấy, không phải 6 nha các bạn nhé. Đấy, như vậy là các bạn thấy là tất cả mọi tiêu chí nó đều đạt nhé. Đấy, bây giờ mình cuối cùng ấy thì mình sẽ test cái áp suất của đường dầu ra xem nó có đủ để nó ngắt bơm không? Nó máy ngắt rồi nhá. Đấy, bây giờ mình lắp đồ và mình khóa này các bạn để ý cái kim đồ nhá các bạn. Đấy, bạn lên này, nó lên nhá. Đấy, 2 cân 2 là ngắt vừa đạt nhá các bạn nhá. Đấy, máy ngắt rất là nhanh. Đấy, cái lượng dầu ra cái này là rất là ok các bạn. Đấy, mở chạy tiếp này. Đó. Đây, mình đóng nha. Đóng lại này. Đóng vòi dầu ra đó. Đấy, đầu lên này. Đúng 2 cân 2 ngắt là đạt nha các bạn. Đó, máy ngắt này. Đấy, khi máy ngắt mà nó không chạy lại, đồng hồ không bị tụt, có nghĩa là van một chiều tốt. Ok luôn. Đây, nước thải cũng ngắt này các bạn. Đấy, thì với cái giá là 1,5 triệu mình bo ship rồi thì các bạn thấy là cái máy như thế này là nó rất là gọi là giá cả hợp lý. Đấy, ví dụ như là máy nhà bạn mà các bạn hỏng bơm, hỏng nguồn các thứ, các bạn mua đồ về thay nó cũng gần 1,000,000 rồi. Thế nên là nhà bạn nào mà có nhu cầu sử dụng đấy thì nên mua cái này về, thì nó thứ nhất là nó phục vụ cho sức khỏe của mình. Đấy, hai nữa là giá cả nó rất là hợp lý nhé. Đấy, đầy đủ chức năng. Đấy, thì một lần nữa là bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ alo trực tiếp cho mình hoặc là nhắn tin alo thì mình sẽ ship hàng đến nhà các bạn nhé. Đấy, thì video mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn cần tư vấn, cần giúp đỡ hoặc cần mua linh kiện thì các bạn cứ alo cho mình theo số điện thoại mình để ở phần dưới mô tả nha. Rồi, chào các bạn.